áo thun, quần jeans, khăn bông. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều sở hữu hoặc là sử dụng sản phẩm làm từ cốt tông, hay còn gọi là bông. Nhưng đằng sau vẻ ngoài mềm mại của cốt tông là những bài toán nan giải lâu dài. Bạn có biết để làm ra một chiếc quần jeans cần khoảng 1kg bông cốt tông thô, 1kg thun nhuộm và 2.630 lít nước, chưa kể gần 30.000 lít sử dụng để trồng và sản xuất 1kg bông cốt tông kể trên. Không chỉ tiêu tốn nước, sản xuất cốt tông còn gây ô nhiễm nguồn nước khi sử dụng hóa chất để nhuộm vải. Để xanh hóa ngành thời trang, nhiều doanh nghiệp bắt đầu thay thế cốt tông bằng những loại sợi tự nhiên. Thu hoạch, tuốt lá, ép thân. Qua khoảng 40 công đoạn, vỏ cây gai thành sợi tự nhiên, thay thế sợi từ bông truyền thống. Doanh nghiệp này hiện đang có khoảng 3.800 hectare vùng trồng cây gai xanh. Sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên là lợi thế giúp sản phẩm dệt may Việt Nam tiếp cận đến nhiều thị trường khó tính. Cơ hội đến từ cái sự dịch chuyển về xu hướng của người tiêu dùng và cũng như là những cái tiêu chuẩn về nguyên liệu xanh, thì thực tế đến thời điểm hiện tại của chúng tôi thì với cái mục tiêu dự kiến của năm 2023 thì cái số lượng đơn hàng mà chúng tôi đang kỳ vọng sẽ ở con số tăng trưởng là 150%. Từ hệ sinh thái rừng tre hữu cơ, mỗi năm doanh nghiệp này cung cấp ra thị trường hơn 1.000 tấn sợi tre, đạt tiêu chuẩn khai thác từ tự nhiên, không ảnh hưởng đến môi trường. Trong khoảng cuối năm đến đầu năm về đây thì có nhiều khách hàng họ đến, hoặc là người nước ngoài, không phải người Việt Nam nữa, chủ lực người Nam, họ đến, họ tìm hiểu và họ muốn mua sản phẩm đó. Có từ Đức, Canada, Mỹ, Úc, rồi trong tuần này có một công ty nữa ở Philippines. Năm 2018, 36 thương hiệu thời trang lớn đã cam kết sử dụng 100% cốt tông bền vững vào năm 2025. Nhiều hãng khác cũng đang đặt sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là trọng tâm của quá trình xanh hóa với những mục tiêu riêng. Xanh hóa dệt may từ nguồn nguyên liệu tự nhiên không chỉ giúp doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường xuất khẩu, mà còn giúp những chiếc áo tiếp tục có tấm vé thông hành xanh trên các kệ hàng.